chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ review một tựa game của Hàn Quốc với cái tên là It Legend. Ngay từ đầu chúng ta có thể thấy là đồ họa rất là nhân vật rất là đẹp đúng không? Chạm vào để bắt đầu. Thì đây là một tựa game nhập vai ARPG có điểm khá là khác biệt so với các tựa game khác. Đúng là lần đầu tiên mình chơi một tựa game mà có thể thay đổi tướng như game này. Thì ngay từ đầu chúng ta có thể ấn tượng là kiểu nhạc nền rất là hoành tráng, rồi nhân vật thì dễ thương, kiểu đồ họa ấy. Chúng ta có thể thấy một số nét giống như là nhân vật Tôn Ngộ Không như nhân vật này của mình. Đấy. Thì điểm đặc biệt của tựa game này nằm ở việc là chúng ta sẽ có 4 tướng cùng một lúc, chứ không phải là một tướng như ARPG thường thấy, và hoàn toàn có thể đổi các tướng trong quá trình chiến đấu. Mình sẽ vào Adventure để thử nghiệm. Thì giống các thể loại ARPG khác thì tựa game này cũng có một số tính năng như là nâng cấp, cường hóa, vân vân. Thì đây là kiểu đi gần như giống như phụ bản kiểu trong các game ARPG khác ý. Đây mình sẽ start battle, đây là một số tính năng của trò chơi. Ngoài ra thì các bạn có thể mời bạn bè để vào thêm trận đấu để tăng lực chiến. Skip. Đấy, nếu mà các bạn thích tìm hiểu thì chúng ta có thể đọc cốt truyện để hiểu kỹ hơn về tựa game này. Thường thì next cho nha. Cho trận đấu này chúng ta phải kết nối internet á, tại vì là kiểu mời bạn bè các kiểu mà. Đây, các bạn có thể bật chế độ auto là nút này và nó sẽ tự chạy và chém quái. Tuy nhiên thì có một điểm đó là nó sẽ không chém quái, nó sẽ không bật tự động auto các kia mà các bạn phải chú ý. Đây ví dụ mình bật cho nhân vật tướng đầu tiên là tướng level 4, hiện tại là lead. Chúng ta có thể đổi tướng này lên, đấy, bạn vừa đổi tướng khác. Đấy, đồ họa rất là đẹp, kể cả các kỹ năng đi ra cũng kiểu như là đẹp mắt. Mình sẽ đổi lại. Và mỗi nhân vật sẽ có một cái tính năng khác, ví dụ như là tính năng đầu tiên là tấn công này, phép này, rồi về gọi là dưỡng thương ấy, kiểu như là tăng máu. Đây, các bạn có thể cảm thấy máu đồng đội quá ít thì tăng. Cái việc tăng máu ấy là kỹ năng của nhân vật thứ ba. Thì bốn nhân vật này chúng ta đã được cho free. Đấy, hoàn toàn là tự động. Kiểu như là sau khi qua cửa thì các bạn sẽ được tăng level cho từng nhân vật, rồi tăng kỹ năng vân vân. Thì mình sẽ out ra để có thể cho các bạn tìm hiểu một cái tính năng khác của game. Như mình đã nói thì đây là thể loại ARPG, thế nên là sẽ có một số tính năng tương tác cộng đồng khác như là PvP hay là Battle. Back lại nào. Home. Thì cái tính năng đấy thì chúng ta phải mở thêm nhiều level thì mới được. Đây ví dụ như Battle này. Hay là về các item thì tất nhiên các bạn phải thêm level thì mới mở được. Đấy, đây là tổng quan chung về trò chơi It Legend. Trò chơi này khi mà chơi thì các bạn sẽ cảm thấy khá là nhẹ nhàng, bởi vì là có chế độ auto rất là dễ chơi. Tuy nhiên thì cái việc quan trọng nhất đó là các bạn phải nâng cấp đội hình cho mình một cách gọi là mạnh nhất, bằng cách là vào các cái chỉ số về cường hóa vân vân như thế này. Thì vừa rồi là phần trải nghiệm của mình với trò It Legend. Hy vọng là với trò chơi này các bạn sẽ cảm nhận được cái nền đồ họa cũng như nhiều nét đặc sắc hơn trong nền văn hóa của Hàn Quốc. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong số review tiếp theo.